Bạn gái bỏ theo trai 3 năm biệt tăm biệt tích, bỗng nhiên một ngày xuất hiện trước mặt bạn nói còn yêu bạn rất nhiều, liệu bạn có quay lại với cô ta không? Sau một đêm mây mưa, Phó Cảnh Thâm tỉnh lại với bộ dạng khó chịu, nhìn người phụ nữ đang chỉnh trang lại quần áo ở trước mắt Cố Niệm. Cố Niệm có chút vui mừng không ngờ anh vẫn còn nhớ, đến cô không ngờ chia tay 3 năm, Phó tiên sinh vẫn có thể nhớ rõ tên tôi, đúng là vinh hạnh quả tôi. Thấy cô bình thản như vậy, Phó Cảnh Thâm có chút bất ngờ, khinh thường cô cứ vậy mà buông tôn nghiêm của mình xuống sao? Vẫn dùng loại chiêu thức bỏ thuốc dơ bẩn này. Cố Niệm mím chặt môi, cố giữ vẻ mặt tươi cười, vén tóc ra đằng sau để lộ gương mặt tuyệt sắc. Nếu Phó tiên sinh đã nói tôi buông tôn nghiêm xuống, vậy bây giờ tôi đưa ra một yêu cầu, có phải cũng không tính là quá phận đâu nhỉ? Phó Cảnh Thâm không nhịn được hét giống lên, Cố Niệm không ngờ giờ cô lại hèn hạ như vậy, 3 năm không gặp mà cô như thành người khác vậy. Cố Niệm thấy mềm không được, thì chuyển sang giọng điệu cảnh cáo, khoanh tay đứng đối diện Phó Cảnh Thâm, nếu Phó tiên sinh không đồng ý với tôi, vậy bây giờ tôi báo cảnh sát. Tôi nhớ Phó thị gần đây hình như đang bàn chuyện mua bán ở nước ngoài, nếu thanh danh của Phó thiếu gia bị hủy, Phó thị sẽ thế nào đây? Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, không ngờ giờ cô lại nham hiểm như vậy, rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô cũng không vòng vo với anh làm gì, ánh mắt sáng người cố tỏ ra bình thản nói tôi vừa về nước, có rất nhiều chỗ cần dùng tiền, tôi muốn 1.000 vạn. Phó Cảnh Thâm lạnh nhạt, nói đông nói tây từ nãy hóa ra là muốn đào mỏ, còn tưởng có ý nối lại tình xưa với mình, làm hú hồn chim én, tiền thôi mà, nhà anh không thiếu. Phó Cảnh Thâm lôi một tấm chi phiếu ta đưa cho cô, để phòng cô ta lại nghĩ cách tống tiền tiếp, anh lên giọng cảnh cáo các biện pháp phía sau cô hiểu chứ. Cô không có tư cách sinh đứa con của tôi, Cố Niệm hí hửng ra mặt, ung dung nhận lấy tấm chi phiếu Phó Cảnh Thâm đưa cho đương nhiên, tôi biết rồi, thấy cô không có liêm sỉ như vậy Phó Cảnh Thâm không muốn ở lại đây, thêm một phút giây nào nữa, anh đứng dậy mặc áo và rời đi, không quên để lại một câu nhớ kỹ lời hứa với tôi, đừng mong vòi được tiền từ tôi nữa, cánh của vừa đóng lại, cả người Cố Niệm, như không có sức mà ngã quỵ xuống không còn dáng vẻ vui vẻ khi nãy, vì bất đắc dĩ nên cô mới phải chọn con đường này, cô còn tưởng cả đời không gặp lại anh, nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống trớ trêu này. Bỗng điện thoại cô rung lên, Cố Niệm bắt máy, đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng trước, Niệm Niệm, thế nào, lấy được tiền chưa, cuộc phẫu thuật của anh con thực sự không thể chậm trễ. Cố Niệm cố nén giọng nói run rẩy trả lời bố ư, con lấy được tiền rồi, con lập tức đưa đến bệnh viện ngay. Bố cô thở dài, sau khi công ty xảy ra chuyện, chị con không biết đi đâu đến giờ không có tung tích, mẹ con biết được anh trai con say rượu đụng xe gãy chân cũng thương tâm quá độ, đang nằm trên giường thở oxy đấy, nếu không phải như vậy, bố cũng không gọi con về từ ngoại quốc, càng sẽ không bảo con đi. Với Cảnh Thâm, không biết từ khi nước mắt ông giàn giụa Niệm Niệm, 3 năm trước không phải con với thằng bé yêu đến chết đi sống lại sao? Nếu thằng bé có thể ra tay giúp công ty, ông chưa kịp nói xong đã bị Cố Niệm đầu dây bên kia ngắt lời bố. Cô biết công ty là cơ nghiệp một tay bố dựng lên, nhưng cô không thể vô sỉ như vậy được nữa, cô không muốn gặp lại Phó Cảnh Thâm thêm lần nào nữa. Tay Cố Niệm nắm chặt điện thoại chuyện của Cố thị, con sẽ thử nghĩ cách xem sao. Bố đừng lo lắng, bố cô thấy phản ứng của con gái cũng không tiếp tục hỏi nữa, nói thêm đôi ba câu thì tắt máy. Cố Niệm chỉ biết đem hy vọng dồn hết vào tờ chi phiếu, hy vọng 1.000 vạn này có thể giúp Cố gia chống đỡ lâu một chút, nhưng hy vọng vĩnh viễn đều sẽ trái với mong muốn. 1.000 vạn kia chẳng giải quyết được vấn đề gì, giống như muối bỏ vào biển. Cô lững thững bước đi mà không có chủ đích, không ngờ lại đến trước cửa căn nhà Phó Cảnh Thâm chuẩn bị cho tân hôn của hai người vào 3 năm trước. Cố Niệm nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc giữa hai người trước kia, mà không khỏi đau lòng ngã sụp xuống. Biết trước có kết quả như vậy cô đã không quyết tâm dứt áo ra đi, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân truyền tới. Cô vô thức quay lại nhìn không ngờ người đến lại là Phó Cảnh Thâm. Anh bước đi không nhanh không chậm đến trước mặt cô, mãi một lúc Cố Niệm mới kịp hoàn hồn lại, nhìn lại bản thân nhếch nhác bẩn thỉu. Cô vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại bản thân. Phó Cảnh Thâm, anh về rồi. Phó Cảnh Thâm nhìn dáng vẻ khom lưng cúm núm này của cô biết chắc có chuyện muốn nhờ vả. Anh không muốn dính dáng gì đến cô trực tiếp bước qua Cố Niệm, mở cửa chuẩn bị vào nhà. Cố Niệm sững sờ trước hành động của anh, tuyệt tình của anh, vội vã giữ chặt vạt áo cầu xin. Phó Cảnh Thâm, anh có thể giúp em không? Thấy cô lên tiếng cầu xin anh không kìm được mỉa mai, sao vậy? 1.000 vạn kia vẫn không đủ sao? Cố tiểu thư mua bán đúng là một vốn vạn lời đó nha. Cố Niệm biết giờ chỉ có Cảnh Thâm mới có thể giúp gia đình mình vượt qua đại nạn này. Cô nài nỉ, 3 năm trước em có lỗi với anh, không có một chút liên quan nào đến bố mẹ em. Nhiều năm như vậy bọn họ đối xử với anh luôn rất tốt, anh có thể giúp họ không? Phó Cảnh Thâm nghe mà tức cười, anh nâng cầm Cố Niệm lên, để cô nhìn thấy rõ mặt mình. Lúc trước cô cho tôi nhục nhã lớn như vậy, Cố gia vẫn có thể toàn thân lui về. Cô nghĩ là vì sao? Tôi đã nhân chí nghĩa tận với Cố gia, cô không có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi, hay là nói cô muốn một đêm nữa? Cố Niệm nghe vậy cười khổ, hóa ra trong mắt anh cô hèn mọn như vậy. Cố Niệm từ bỏ dãy dựa, run rẩy đáp lại, nếu như vậy có thể khiến Phó tiên sinh đồng ý giúp đỡ em. Phó Cảnh Thâm tức giận không ngờ cô lại vô liêm sỉ như vậy, hất tay khỏi cầm cô ra, xoay người bước vào nhà đồng ý. Đáng tiếc, tôi ngại bẩn, biến mất khỏi mắt tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Ý tứ trong lời nói của Phó Cảnh Thâm rất rõ ràng, cô không khỏi đau lòng, đứng thất thần ở cửa.
điện thoại trong túi lại reo lên, cô lấy ra, chần chờ không muốn bắt máy, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết định ấn nghe, tiếng của bố cô vang lên niệm niệm, thứ hai tuần sau nếu không vá được lỗ thủng, công ty chỉ có thể tuyên bố phá sản thôi. Cô gắng gượng giữ cho giọng nói không được run rẩy trả lời lại ông yên tâm đi bố, tuần này con sẽ lấy được tiền. Sáng hôm sau, cô đến sảnh công ty của Phó Thị tìm người, cô đi đến quầy lễ tân lễ phép tôi muốn gặp Phó tiên sinh, phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng, cứ nói tôi là Cố Niệm, cô tiếp tân bất ngờ ngẩng đầu lên Cố Niệm tiểu thư. Trước đây cô nghe người ta đồn đại rất nhiều về vị tiểu thư này, nhưng cũng không dám nhiều lời, lập tức gọi điện thông báo. Trong lúc chờ đợi Cố Niệm thấy đầu đau như búa bổ, xây sẩm mặt mày, có lẽ hôm qua đã bị cảm lạnh, cô cố gắng chống cự tựa người lên bàn tiếp tân chờ. Sau khi tắt điện thoại, cô tiếp tân vẻ mặt ái ngại thông báo cho Cố Niệm xin lỗi Cố tiểu thư, Phó tổng đang họp, hôm nay không có thời gian gặp cô, Cố Niệm đã đoán được trước kết quả, cũng không làm khó cô ấy không sao, vậy tôi đợt ở đây, vừa dứt lời không bao lâu thì cô ngất xỉu tại chỗ. Cô tiếp tân sững sờ dây lại rồi hô hoán gọi mọi người xung quanh đến giúp. Không lâu sau, Phó Cảnh Thâm đang trong phòng họp cũng được trợ lý báo tin, anh lập tức bỏ hết mọi công việc giang dở chạy ra ngoài tìm cô. Mọi người đã đưa Cố Niệm lên ghế sofa nằm, bốn phía 7.749 người hóng chuyện, cô tiếp tân cuống quýt ở bên cạnh không ngừng gọi tên cô Niệm, bỗng một giọng nó lạnh lùng vang lên đừng chạm vào cô ấy, mọi người xung quanh tách ra nhường đường cho Phó Cảnh Thâm đi vào, cô tiếp tân sợ hãi lùi lại Phó Tổng, anh không để ý xung quanh bao lời bàn tán mà đi đến bên cạnh Cố Niệm. Bế cô lên đưa về phòng nghỉ của mình. Tại phòng nghỉ, Phó Cảnh Thâm tự mình chăm sóc cho cô từng ly từng tí, anh không muốn người khác động vào cô, nhìn cô yếu ớt nằm trên giường anh không khỏi đau lòng, bỗng nhiên mí mắt Cố Niệm run run, đoán rằng cô đã tỉnh lại, anh hoảng hốt đứng dậy, xoay lưng về phía cô cố lấy lại vẻ lạnh lùng của mình. Cố Niệm mở mắt ra thấy căn phòng quen thuộc, cô cố gắng hết sức ngồi dậy Phó Cảnh Thâm. Lúc này Phó Cảnh Thâm đã lấy lại được dáng vẻ của mình, quay đầu lại mỉa mai đổi sang dùng khổ nhục kế rồi sao, nhưng tiếc là sống chết của cô. Đối với tôi mà nói, không đáng để ý, Cố Niệm cũng không trách anh tuyệt tình như vậy, chuyện năm xưa cô làm với anh còn khủng khiếp hơn nhiều. Cô đứng dậy lấy trong túi xách ra một tờ giấy, đưa cho Phó Cảnh Thâm xem mang thai 4 tuần, Phó tiên sinh có thể tính toán thời gian, xem thử có đúng hay không. Phó Cảnh Thâm nhìn tờ giấy chứng nhận mang thai trong tay Cố Niệm, cao mày tính kế với tôi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nói đi, lần này lại muốn gì? Cố Niệm biết chuyện quan trọng trước mắt phải giải quyết vấn đề của Cố Thị, nên không muốn so đo với anh hiện nay Cố Thị đang thiếu vốn. Cả thành phố này người có thể giúp Cố Thị chỉ có anh. Phó Cảnh Thâm, chúng ta kết hôn đi. Phó Cảnh Thâm sốc toàn tập, bắt lấy tay Cố Niệm kéo sát vào người mình. Khinh thường cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đồng ý với cô. Cô đừng có được voi đòi hai bà tiên không có cửa đâu bé ơi. Cố Niệm cũng không phải vừa. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị trước tinh thần ứng chiến. Rồi Phó gia có thế gia hiển hách nhất thành phố. So với Lợi càng để ý đến danh. Chuyện có thai trước khi kết hôn mà bị lộ ra ngoài. Đối với Phó gia mà nói là một tin xấu cực lớn. Phó tiên sinh có thể không để ý, vậy Phó lão gia thì sao? Đúng là chuẩn bị trước có khác hẳn Cố Niệm nói một lèo làm, cho Phó Cảnh Thâm cứng họng luôn. Không ngờ có một ngày Phó Cảnh Thâm lại thua dưới tay người phụ nữ anh yêu. Cố Niệm thấy mình sắp đạt được mục đích, thì tiếp tục tấn công chỉ cần Phó Thị chịu cứu cô ra. Sau này Cố Thị sẽ lấy ra 50% lợi nhuận hàng năm của mình, làm quà đáp tạ. Đợi sau khi sinh hạ đứa bé, em tự nhiên sẽ ly hôn với anh, nói với bên ngoài nguyên nhân do một mình em. Sẽ không có nửa phần làm ảnh hưởng đến Phó Thị, Phó Cảnh Thâm tức đến. Nghiến răng nghiến lợi bóp chặt hai bên bả vai cô Niệm mở miệng một cái là Phó Thị, cô ngược lại rất biết suy nghĩ thay tôi đó, sao cô không làm mẹ tôi luôn đi, Cố Niệm gắng gượng cố nặn ra một nụ cười vậy Phó tiên sinh nghĩ thế nào? Phó Cảnh Thâm thấy không còn cách nào khác, đành cắn chặt răng đáp ứng được thôi, tôi sẽ cho cô tọa nguyện, cô nghe được lời này thì vui vẻ cuối cùng Cố gia cũng được cứu vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nghe tiếng Phó Cảnh Thâm nói tiếp nhưng cô phải biết, sở dĩ tôi lấy cô, chỉ vì đứa con trong bụng của cô. Cho nên, trong tin tức kết hôn công khai, sẽ không có tên cô, Cố Niệm có chút hụt hẫng cúi mặt xuống em hiểu, em có thể tự mình hiểu được, cô biết anh chịu cúi đầu kết hôn là vì đứa bé này, còn mẹ đứa bé là ai cũng không quan trọng. Trong lúc cô đang thất thần, thì anh đã lên tiếng trước theo tôi đến cục dân chính đăng ký kết hôn, cô hơi bất ngờ nhanh như vậy đã đi đăng ký. Nhưng cô đâu biết người nào đó đang vui gần chết, không đi đăng ký nhanh có thay đổi ý định thì sao? Thời tới cản không kịp a hi hi, nhưng bên ngoài vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Cố Niệm vội vàng lẽo đẽo theo sau sổ hộ khẩu vốn đang ở nhà, trên đường đến cục dân chính, có thể thuận đường ghé qua một chút, Phó Cảnh Thâm vẫn bước tiếp không quay đầu vậy thì đi nhanh lên. Cố Niệm đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh ngọt ngào khi hai người về chung một nhà, nhưng hiện thực lại hết lần này đến lần khác và mắt cô bôm bốp. Khi đến cục dân chính, làm thủ tục các thứ xong đến khúc chụp ảnh cưới, hai người mạnh ai nấy đứng, người thì cứng ngắc, người thì lạnh nhạt, chẳng giống cặp vợ chồng mới cưới chút nào cả, đến nhân viên chụp ảnh cũng bất lực trước hai người lên tiếng nhắc nhở. Hai người cười lên một cái đi, tân nương dựa gần tân lang một chút, Phó Cảnh Thâm không muốn ảnh cưới cả hai người xấu xí, nên khéo mạnh Cố Niệm vào lòng mình, nhanh chóng nhắc nhở người chụp hình chụp đi,
Cầm tấm hình trên tay người thợ không kìm được cảm thán, xong rồi, vô cùng đẹp. Chúc hai vị tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, xong mau chóng gọi cặp tiếp theo vào chứ, hai khứa này phiền phức quá. Hai người lấy ảnh xong thì rời khỏi studio. Phó Cảnh Thâm vừa đi vừa nói, lát nữa sau khi kết thúc tôi phải đi công tác, tôi sắp xếp tài xế đưa em đến biệt thự Nam Thành. Sau này em cứ ở đó. Cố Niệm còn đang muốn nói gì nữa, thì bị Phó Cảnh Thâm cắt ngang chuyện của Cố Thị. Tôi đã sắp xếp tài vụ tham gia, một hai ngày nữa sẽ xử lý xong, không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Cố Niệm thấy vậy cũng không còn lý do gì muốn níu anh lại nữa. Một lúc sau trợ lý của Phó Cảnh Thâm tới đưa cô đến biệt thự. Cả ngày mệt mỏi chạy vậy khắp nơi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Cố Niệm quyết định đi tắm để xả stress. Một lúc sau cô bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ đơn giản. Cố Niệm vừa lau tóc vừa cảm thán độ xa hoa của căn phòng này, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang hút thuốc bên cạnh cửa sổ. Phó Cảnh Thâm nghe thấy tiếng động cũng quay người lại, ánh mắt hai người gặp nhau, anh đã từng thấy cảnh này trong mơ rất nhiều lần. Nhưng khi nó thật sự xuất hiện trước mặt anh lại thấy không hề vui vẻ. Anh biết hiện tại Cố Niệm không hề yêu mình, cô lấy anh chỉ vì giải quyết vấn đề công ty Cố gia. Cố Niệm thấy Phó Cảnh Thâm nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt, vội vàng chỉnh lại áo ngủ trên người. Cô biết khi quyết định kết hôn thì sẽ xảy ra chuyện vợ chồng, nhưng cô chưa sẵn sàng để thực hiện nó. Cô bước vội về phía giường, em hơi mệt, em đi ngủ trước đây, rồi nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Phó Cảnh Thâm cũng không tiếc vạch trần cô, anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi trèo lên giường, nằm nghiêng người sang bên Cố Niệm, nhắc nhở Cố Niệm, đừng quên thân phận hiện tại của em. Tất nhiên cô không quên, nhưng có điều cô chưa chuẩn bị tinh thần để làm chuyện đó với anh. Cô muốn Phó Cảnh Thâm cho mình thêm chút thời gian thích nghi. Cố Niệm lấy tay đẩy anh ra. Phó Cảnh Thâm, anh buông em ra trước, anh đừng chạm vào em. Nhưng anh không nghe lọt tai, súng đã lên nòng đâu phải nói tháo xuống là tháo xuống được. Anh cắn mạnh lên cổ Cố Niệm, hằn giọng, không cho tôi chạm, vậy thì để ai chạm, để Quý Dương sao? Thấy Phó Cảnh Thâm hiểu lầm, Cố Niệm lên tiếng giải thích, không liên quan đến anh ấy, là em. Cô chưa nói xong đã bị Phó Cảnh Thâm bóp cổ, chặn họng không cho nói tiếp. Anh ghét nhất là nghe cô nhắc đến người đàn ông khác, nhất là Quý Dương. Ở Sister cùng Quý Dương 3 năm vẫn chưa đủ, về nước còn muốn thủ thân như ngọc vì hắn sao? Cố Niệm ra sức vùng vẫy muốn nói, không phải, mọi chuyện không như anh nghĩ, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay anh. Cô đau đến mức khóc nấc lên, nhưng Phó Cảnh Thâm không chịu buông tha, lửa giận phùng phùng hét lớn, vậy lúc em bỏ thuốc tôi, lúc em chạm vào tôi, sao em không nghĩ tới việc thủ thân vì Quý Dương? Cố Niệm uất ức giải thích, em không có, 3 năm ở Sister đó. Phó Cảnh Thâm lại ngắt lời cô, tôi không có hứng thú nghe chuyện của các người, vừa vặn, tôi cũng không có hứng thú đối với đồ mà người khác đã từng chạm vào. Nói rồi anh lập tức rời đi. Một mình trong căn phòng vắng, nước mắt cô không ngừng rơi, cô cũng không ngờ vì một phút nông nổi mà giờ mình lại ra nông nỗi này. Cô khóc một hồi lâu rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng ấn nghe phía đầu dây bên kia, không giấu được sự gấp gáp. Cố tiểu thư, đại sự không ổn rồi, chủ tịch Triệu Thị đột nhiên gọi điện thoại tới nói, ông ta sẽ không cung cấp tinh dầu cho chúng ta nữa, chúng ta phải làm sao đây? Cố Niệm nghe tin tỉnh càng ngủ, cố gắng ai ủi, đổi phương giúp tôi hẹn gặp Triệu Văn Bá, càng sớm càng tốt, điều ra giúp tôi nhà cung cấp tinh dầu chất lượng cao hoạt động trong giới gần đây. Phía đầu bên kia đáp lại một tiếng rồi cô tắt máy. Cô không khỏi tự hoài nghi, Triệu Thị cung cấp tinh dầu thực vật, Cố Thị phụ trách tinh luyện chế tạo nước hoa, 10 năm nay vẫn luôn hợp tác hòa hợp, tại sao Triệt Văn Bá đột nhiên trở mặt? Sau khi kiểm tra lịch trình, thư ký gọi cho cô thông báo, Cố tiểu thư, lịch trình buổi sáng của Triệu tổng kín hết rồi. Nhưng buổi trưa ngày ấy dùng bữa cùng con gái, mời cô cùng đi chung. Cố Niệm không nghĩ nhiều liền đồng ý, được, tôi sẽ đến đúng giờ, nhắn địa chỉ cho tôi. Cố Niệm thay quần áo và trang điểm một chút rồi đi đến địa chỉ mà thư ký gửi cho, cô không muốn bị người ta đánh giá là thất lễ. Vốn dĩ mình còn đang muốn nhờ vào người ta nữa nên lại càng không. Nhân viên ở đây cũng đã được dặn dò từ trước nên cũng phối hợp mời cô đến phòng riêng của Triệu Văn Bá. Cánh cửa vừa được nhân viên mở ra, trong đó có 3 người, 2 nam 1 nữ, nhưng người cô để ý nhất là người đàn ông đang ngồi ở giữa. Tại sao chồng cô Phó Cảnh Thâm lại xuất hiện ở đây?